Út thăng xa ra năng gạt cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thẩm măng xa ra năng gạt cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Phận khăn xa ra năng gạt cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đu ti dặm phi bút thăng xa ra năng gạt cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đu ti dặm vi thẩm măng sa răng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đem hết lòng thành kính ti yam bi tham mang sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Ta ti yam bi sa ra năng gạch ti sa ra gaha năng paripun bằng đủ a ma phần tê dạ xin vâng. Manati mata veramani sikha badang samadhiyami, con xin luôn giữ điều học là quy đánh xa sự sát sanh. Adina dana veramani sikha badang samadhiyami, con xin luôn giữ điều học là quy đánh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara veramani sikha badang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là khuy tránh xa sự tà dâm. Musawada veramani sikha badang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự nói dối. Sura me rajama chapa ma dathana veramani sikha badang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Pana ti pata veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Adina dana veramani mani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự tà dâm. Musawada veramani mani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sura me ra ya ma cha pa ma ya tha na we ra ma ni sikha pa đăng sa ma di ya mi, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các sai. Imani bancha sikha badani sa tu gan katawa apamadena nicha kalang samma rakitam bang, chư thiện tinh nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, chẳng nên với vui. A ma phần tê dạ xin dân. Si la na su ga tan yan ti si la na phu ga sa ma da si la ni ni pu tan yan ti ta sa ma si lang vi so tha ye
các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chư thiện tín phá ráng thọ trì dễ luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thú lành thai, và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã trao truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con, và chúng con kính tri ân Thượng Tọa. Và con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tệ Quyền, Đại Đức Tuệ Nhẫn, và con kính trình đến Sư Tuệ Nhẫn. Hôm ngày thứ năm là xít rạng đông vắng, không có mở room. Còn Nhật Quỳnh thì đi Ấn Độ, mà con thì không biết mở room, thành ra cái ngày đó không có mở room. Và con kính trình đến Đại Đức Tuệ Nhẫn. Và kính cảm ơn quý Phật tử đã cùng nghe pháp, xin thọ trì quy giới. Và bây giờ kính mời quý Phật tử lên ôn bài. Và bây giờ cô tu nữ Quý Rí Giá Phá Ná có kệ được hay không? Mời cô. Vậy chị Lạc Lê có qua trước máy không? Em kính mời chị trước nha, với xít rạng đông nha. Dạ kính mời. Dạ 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 con sơ ý. Dạ con kính mời, con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn ôn bài, hướng dẫn chúng con ôn bài. Dạ con kính dâng mít đến sư. Dạ, quý vị nghe rõ chưa ạ? Dạ, alo. Dạ, thưa quý vị nghe rõ chưa ạ? À, dạ, dạ. Dạ. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, con cung kính đảnh lễ giáo pháp, con cung kính đảnh lễ chư Tăng. Thân chào tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Con rất là hoan hỷ khi mà thật sự thì con chưa có chứng đạo quả, nhưng mà cái con đường đi thì nó đã sáng, nó sẽ sáng ở ngay trong giáo pháp này. Ngày nào chúng ta nhận được cái đối tượng thị giác, khi mà chúng ta thấy được chúng thì ở khắp mọi nơi, cái nghe âm thanh và chúng ta thấy tất cả những cái pháp nó hiển lộ qua cái trực giác, nó không có thấy đàn bà đàn ông, không thấy một cái chi cả, mà chỉ là những cái thực tại này nó sanh nó diệt. Thì con nghĩ rằng chắc chắn một điều, Phật tử Việt Nam và các chư đại đức tăng, nếu mà chúng ta khéo nghe pháp kỹ một chút, chúng ta bớt đi cái ngôn ngữ rườm rà và chúng ta đi thẳng vào những cái thực tại chân đế qua thấy qua nghe, và tất cả những cái gì chúng ta được thấy được nghe đó là cái quả của quá khứ mà bây giờ nó chỗ, và cái thường cận y duyên nó cũng nằm ở nhau ngay sau cái thấy cái nghe này. Do đó mà thực sự nếu mà chúng ta đến với giáo pháp của Đức Phật, chúng ta hướng về giác ngộ, thì chúng ta phải ý thức lại và chúng ta khôn khéo. Không có ngôn ngữ thì không có trình bày được diệu pháp, nhưng mà chúng ta trình bày ngôn ngữ của diệu pháp là chúng ta trình bày làm sao để mà cái pháp học này nó không còn là cái trên trang giấy, mà cái pháp học đó, cái pháp học của Đức Phật chỉ dạy nó không phải là ở trên trang giấy, mà nó ở trên sáu căn. Cái pháp học mà Đức Phật chỉ dạy về cái thực tại trên sáu căn, chứ không phải là cái pháp học mà nó ở trên cái trang giấy. Nên là do đó mà con nghĩ khi được chia sẻ, ý là con cũng nói một phần là như vậy. Bây giờ thì con xin ngâm câu kệ số 148 này. Parichinna midang rupang doganinang pafangurang
Vichati puti sandeho maranantang hichivaram Parichinna midang rupang roganinam pafangkuram Vichati puti sandeho maranantang hichivitam Parichinna midang rupang roganinam pafangkuram Vichati puti sandeho maranantang hichivitam. Sắc này bị suy già, ổ bệnh tật mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Một lần nữa con cung kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng, con cung kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Sư Phụ Tuệ Quyền. Bây giờ sư xin xuống mít ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sam Kha, dạ con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 148. Parichinna midang rupang roga nithang pat pang gu rang pi cha ti bu ri bu ti san de ho ma ra nan tan hi chi vi tăng pari chi na mi đăng ru pang roga nithang pa pang gu rang pi cha ti pu ti san đề hồ ma ra năng tâm hí chi quý tăng. Sắc này bị suy già, ổ tật bệnh mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thân này sẽ bị suy già, thường hay bệnh tật lại hòa, ế nhơ mong manh mạng sống từng giờ, tử thần bên cửa đợi chờ mang đi. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và nghe pháp đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của chị Lạc Lê. Dạ. Nam mô Bụt Tha, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Kha, dạ con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Quyền, con kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn, dạ con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Miến chào tất cả Phật tử, con xin đọc và kệ câu pháp cú 148. Bari chi na mi đằng vù pam rô ganit tham Pháp bằng vũ rằng phí trà tiết phú tiết sành đề hồ ma rằng ma ra nằng tành hí chi quý tăng bà ri na mi đàm phu răng rô na ni thăng bà răng gô răng phì cha ti phu ti răng đê hô ma răng na tăng hi chi vi tăng bà ri chín năng vì đăng phu phăng rô ga ni thăng bà băng gô răng vì cha ti phu ti chăng đê hô
ma ra na tăng hì chi huy tăng sắc này bị suy già ổ tặc bệnh mong manh nhóm bất tịnh đổ vỡ chết chấm dứt mạng sống. Và đó là bản kịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thân này sẽ bị suy già, thường hay tật bệnh, lại hòa ế dơ, mong manh mạng sống từng giờ, tử thần bên cửa đợi chờ mang đi. Và đó là bổ thơ của Thượng Tọa Dưới Đức. À, kính mời chị Đặng Đông. Sa thú lành thai, chị Lạc Lê, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Sư Tuệ Nhẫn, cô tu nữ Viriya Ratana. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 148. Phải chi em kể hay, em cũng kể, em kể dở quá chị ơi. Parichinami đằng rù băng rù gá ni thằng ba phần gu răng phích cha ti bù ti sằng đề hồ má ra nằm tầm hi trì quý tầng. Parichinami đằng rù băng rù gá ni thằng ba phần gu răng phích cha ti bù ti sằng đề hồ má ra nằm tầm hi trì quý tầng. Bà ri trì na mi đằng rù bằng rù gá ni thằng ba phần gú răng phích cha ti bù ti sằng đề hồ má rằn má ra nằm tầm hi trì quý tầng. Sắc này bị suy già, ổ tật bệnh mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ dở, chết chấm dứt mạng sống. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Parichin nami đằng bru bằng rù gá ni thằng ba phần gú răng phích cha bù tí sằng đề hồ má ra nằm tầm hi trì quý tầng. Parichin nami đằng rù bằng rù gá ni thằng ba phần gú răng phích cha ti bù tí sàn đề hồ ma ra nàn tàn hi trì quý tăng. Ba ri trì na mi đằng rù bằng rồ ga ni thằng ba phần gú răng phích cha ti bù tí sàn đề hồ ma ra nàn tàn hi trì quý tăng. Thân này sẽ bị suy già, thường hay tập bệnh lại hòa quế nhơ, mỏng manh mạng sống từng giờ, tử thần bên cửa đợi chờ mang đi. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, kính mời quý vị, không biết có còn ai lên kệ kinh nữa không? Nếu không thì Rặng Đông xin kính mời chị Lạc Lê lên đọc kinh thỉnh Pháp Sư, có giảng sư Thượng Tọa Tuệ Quyền đã vào rung. Sau đó thì mời chị, có cô Nga Pháp giơ tay, vậy kính mời cô Nga Pháp nha. Dạ, còn ít phút nữa nghe Pháp đọc hai bài. Rồi chị Lạc Lê lên đọc nha. Đúng giờ 7 giờ mình kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền, là tại vì phải có sư vi niệm vô để giảng từ quận. Bây giờ chưa 7 giờ, ngày qua 7 giờ mình mới thỉnh Thượng Tọa được. Mình còn kệ chứ. Vậy để nghe Pháp, nghe Pháp đọc bài lỡ rồi, rồi kính mời chị Lạc Lê thỉnh Pháp Sư nha. Dạ, con kính đọc bài. Parichinamidangrupang roganithang papangurang pichati bhuti sanneho
Má ra năng tăng hí chi quý tăng, sắc này bị suy già ổ bệnh tật mong manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống bằng dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thân này sẽ bị suy già thượng hay bệnh tật lại hòa uế nhơ, mỏng manh mạng sống từng giờ, tử thần bên cửa đợi chờ mang đi. Ban dịch của Hòa Thượng Giới Đức và nghe pháp đã ôn bài xong, kính mời bằng tay của chị Lạc Lê thỉnh pháp sư. Dạ, kính cảm ơn chị Cẩm Vân. Dạ, Nam Mô Bất Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sàng Khà Giá. Con kính hành lễ chư Đại Đức Tăng với cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Sau này xin mời tất cả Phật tử cùng tâm phương hướng về Ba Ngôi Tam Bảo để chúng ta cùng cung thỉnh pháp sư. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sam ma sam bu tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sam ma sam bu tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sam ma sam bu tha sa. Brahma cha lo ka thi pa ti sa ham ba ti ka tang cha li ân thi wa răng Aya cha tham sang ti ta cha ta ba ra cha ka cha ti ka de se tu tham mang a nu kham bi mang ba cham sa tham ba me rim vi na chan cha ka yang su tấn cha băng thâm ma vi thâm ma cha măng a cô ta dân tô ca tu san cha ấn đăng ba bố ta ni dê ba ri sa ya man chen evam saham bati brahmang Bà ga quá tấn a gia cha thân tôn huy bá quê na tâm bồ thông ca du nê na thi quá sa giang tăng a bồ tha gia ba đê na mi ga đa dân ta tô ga tô bần cha quá gia đa vô nay yên A mang ba ye si tham ma tôn ta tu ba phu thi sam bu thô a nu na tham ma đề sa năng ma ga sa nay na si đề se sinh sa ta năng a tha đi tha cầm Tê na cha thu a yo banh tê Đê xê thu thấm ma đê sa năng Sa ba vi tha rê sa yang A nu khâm băng vi khá ra năng Chúng sanh tất cả bốn hàng Như sang trong nước vinh quang luôn chờ Trời lỡ mọc đắng nhờ ánh sáng, trổ hoa lạnh đại tán mùi hương, pháp màu ánh sáng vi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui, pháp thiên đồng kinh thành cũng thinh, Phật lặng thinh tỏ ý nhân lời, từ bi thay đau đổ đời,
nhâm vườn lập gia ngày dời chân xa. Thí pháp độ ca khang đệ tử, có năm thầy thính dự pháp tự, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nêm ương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giam vàng toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ẩn phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ trinh rõ ràng, thỉnh ngài thiết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nê, tôi mê cầu được thi thi vẹn toàn. Dạ, mô Bố Tha Giá. Dạ, chúng con đã cung thỉnh sư. Sau kế tiếp là con kính thỉnh thượng tọa Tề Quyền hoan hỷ nhận biết và dạ, để thuyết pháp cho chúng con được lắng nghe. Dạ. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sằng Ca Giá. Con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lĩnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức. Mến chào Xích Cô Bét, Xích Rạng Đông, Thi Lăng, IQM Đó, Âu Sóc Linh, Châu Phan, chị Lạc Lê, Quynh Phan Quang Liêm, Sương Võ, cô nữ Quý Rí Gia Ra Phá Ná. Và bây giờ mới là 7 giờ mà con chưa thấy tín hiệu của Đại Đức Quy Niệm. Không biết Thượng Tọa Tuệ Quyền có thể cho chúng con học bài sớm được không? Nếu được thì Thượng Tọa cho con một tín hiệu bây giờ là Đại Đức Quy Niệm chưa vào. Chúng con phải chờ. Con không biết Thượng Tọa có rảnh không, có cho chúng con được học sớm không. Và con xin ý kiến của Thượng Tọa. Không biết Thượng Tọa có trước máy không. Kính mời quý Phật tử chờ trong giây phút chờ Thượng Tọa Tuệ Quyền trước máy. Dạ, dạ con kính thỉnh sư Trích Nghĩa Từ Dựng cho chúng con nhờ để chờ Thượng Tọa vào. Dạ, con rất quan hỷ, con kính dâng mít đến sư. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Để sư Trích Nghĩa Từ Vựng chút xíu, sư phụ Tuệ Quyền vô sẽ giảng cái bài pháp này. Dạ, cái câu kệ hôm nay là câu kệ số 149 và có 4 đoạn, sư xin đọc. Yali ma ni apatha ni ala pune wasa radhi kapo tất cả ni atthi ni ta ni di swana karati. Và câu kệ số 149 này có cái nghĩa Việt là, ngài Minh Châu dịch là văn xuôi là, có sự thích thú gì sau khi nhìn thấy những khúc xương này có màu trắng xám tựa như trái bầu được vỏ lầm rải rác vào mùa thu.
kệ này chúng ta thấy chúng ta thường thường nhìn về cái thân thể của mình, khi mà chúng ta trong bữa ăn rồi những cái xương mà bỏ lại rơi rác như vậy, chúng ta kinh cảm cái sự luân hồi, suy nghĩ rằng đắc đạo không có xa thực sự này, tại vì cái vô minh nó cứ đẩy chúng ta ra khỏi cái thực tại rất là nguy hiểm. Và những cái bài kệ này Đức Phật phải nói rất nhiều thể loại pháp để cho chúng ta tỉnh ngộ đó, nhưng mà ít ai để ý vào cái đời sống hàng ngày mà quên mất là cái đi theo cái câu chuyện. Chứ hàng ngày chúng ta thấy xương nó vất vãi rồi, người này người kia chết rồi, chúng ta lại mang cái bộ xương này đó. Và sư được trích nghĩa từ vọng này ha. Cái từ đầu tiên gọi là từ ya imani, cái này là một cái hợp từ được ghép lại cái từ imani và cái từ ya ni. Từ ya ni hay là giá, nó là một cái đại từ quan hệ. Và cái câu này được chia theo, nó là trung tánh và nó chia theo chủ cách số nhiều. Những khúc xương này khi những khúc xương này đó, thì khi mà đến nói những khúc xương này thì chúng ta phải nhớ về cái khung xương từ đầu xuống là những cái vỏ lão, nó ốp những cái mảnh xương, nó ốp lại tất cả các cái chân tay của mình đó. À, gọi là những khúc xương này, ima lý hay còn gọi là ý đăng nữa, là một cái đại từ trung tánh chia theo chủ cách số nhiều, là những cái này. Và tiếp theo nữa cái từ apatthā, nó thuộc về quá khứ phân từ trung tánh và chia theo chủ cách số nhiều, là đã được bỏ đi, đã được vứt bỏ. Đã được vứt bỏ tức là cái kiếp kiếp này nó đã qua rồi, những cái sự chết đã đến này, những cái đoạn xương đã được vứt đi á. Cái tiếp đầu ngữ của nó áp á, cái nghĩa của nó là lìa hay là ra khỏi. Cái căn của nó là căn as, cái nghĩa của nó là vứt bỏ. Apatthī đó bây giờ nó chia theo quá khứ phân từ gọi là apatthā. Tiếp theo nữa là cái từ ala punewa, thì cái từ này nó cũng là cái hợp từ, nó ghép từ cái từ ala puni cộng với ewa. Ala puni hay là ala pú, ala pú nó thuộc về danh từ trung tánh, ở đây chia theo chủ cách số nhiều là những cái trái bầu. Ala pú là những cái trái bầu. Ê quá thì chúng ta biết rồi ha. Và tiếp theo nữa là cái từ sarade. Sarade là nguyên từ của nó là sarada, nó thuộc về danh từ. Ở câu kệ này thì nó được chia theo định sở cách số đếm. Ở đây nó chỉ cho cái mùa tiết là mùa thu vào mùa thu. Và mùa thu. Và cái từ nữa là từ sarada. Sarada là cái danh từ lam tánh, có nghĩa là mùa thu. Và câu tiếp theo gọi là kapotaka thì nó thuộc về tính từ trung tánh. Ở đây nó chia theo chủ cách số nhiều, là nó có cái màu trắng xám, có cái màu xám bạc, hay là cái màu chim bồ câu. Capota, cái từ capota là nó danh từ lam tánh, nó chỉ cho loài chim bồ câu.
Tiếp theo nữa là cái từ Athini. Athini là từ nguyên của nó là Athi. Nó là danh từ trung tánh. Và câu kệ này nó được chia theo chủ cách số nhiều. Athi là những cái khúc xương, những cái đoạn xương rải rác. Và từ tiếp theo là từ Tani. Tani là cái đại từ tá. Và nó chia theo, nó đại từ tá và nó thuộc về trung tánh. Và nó, cái câu kệ này nó chia theo đối cách số nhiều là những khúc xương, những khúc xương. Còn cái từ tiếp theo là từ đi xoa ná. Cái căn của nó là căn đít. Và nó ở đây thì nó gọi là đi sát tí. Nó chia theo động từ bất biến, nên là nó có nghĩa là sau khi nhìn thấy. Đắt sát tí tức là thấy đó. Và cái từ cá hay từ ca, ca hay còn gọi là kinh, nó là đại từ quan hệ lữ tánh. Và chia theo chủ cách. Ở đây đó có cái nghĩa là hỏi cái gì gì. Và cái từ cuối cùng gọi là từ giá tí. Giá tí là cái danh từ lữ tánh và chia theo chủ cách qua câu kệ này. Là có cái sự thích thú, có sự dính mắc, có sự yêu mến, có sự yêu mến. Và ngài Thích Minh Châu ngài dịch là thể kệ năm năm chữ là như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Và bây giờ sư đã trình bày xong cái từ vựng, nghĩa của từ vựng. Và qua đây thì quý vị sẽ được lắng nghe sư phụ Tuệ Quyền sẽ thuyết giảng ý nghĩa của bài kệ này đến với thính chúng. Một lần nữa con cung kính thỉnh sư phụ lên giảng giải diệu pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, nam mô Tham Ma, nam mô Sang Khai. Với giờ thôi để chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn đàn đông. Thành kính đảnh lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng tăng, kính lễ thượng tọa minh hạnh và đến tuệ nhẫn cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavantang Abhivade Isokhato Phakkhavata Thammo Tham mang nam sa mi supatipanno và cũng tu sau các sanh khô sanh khang nam ma mi chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn đức tam bảo là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Nguyện nhờ quy lực tam bảo hành do hồ định chư tôn đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thầy Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, cảm ơn đại đức tự nhẫn đã thích nghĩa trong cái thời gian mà không có mà đại đức đã lên thích nghĩa một cách rõ ràng. Đúng như vậy thì rất là xa thù. Kính thưa quý vị, đọc qua kinh văn, thường thường chúng ta có một điều lưu ý như thế này. Sở dĩ mà cái giáo pháp này được lưu truyền cho tới ngày hôm nay, ở đó nó mang tính tức là thuyết thực hiện tiền. Ở đây cái giá trị đó nó rất là lớn. Đức Phật lại dùng những hình tượng, dùng những cái hình ảnh quá về vật, về người, về không gian, về vũ trụ, mọi thứ, những gì mà xung quanh chúng ta mắt thấy tai nghe, để người đệ tử có thể từ đó mà suy ra. Mà cũng vậy, trong cái học của xã hội hiện đại cũng như thế đó.
nó phải được minh chứng, nó phải được người ta đưa lên để cho mắt mình thấy, tai mình nghe, thì chúng ta sẽ dễ dàng cảm thụ và cảm nhận cái lời nói đó, cái ý nghĩa đó xuyên qua cái hình ảnh đó. Dạ, thì gọi là vậy đó, kính thưa quý vị. Và hôm nay chúng ta học cái câu Phật số 149. Tích truyện thì rất là đơn giản, nhưng điều mà cái câu chuyện đó để lại cho ta một cái nhìn rất là hay ở trong tinh thần Phật Pháp này. Có 5 năm vị tỳ kheo khi nhận đề mục thiền quán của Đức Phật khi Ngài ngủ tại Kỳ Viên, thì họ đi vào rừng họ tu, họ phấn đấu, họ tu tập. Và trong thời gian tu tập đó, họ cảm thấy thân tâm cũng an lạc. Và họ nghĩ rằng cái sự an lạc này có lẽ mình đã thành tựu trong cái sự tu tập, chắc lẽ mình đã chứng đắc. Và sau đó họ rời khỏi cái khu rừng, họ đi đến Đức Thế Tôn để có thể nói rằng ra mắt với Ngài họ đã thành tựu. Thì vừa đi đến Tịnh Xá Kỳ Viên thì Đức Phật bảo Ngài An An, họ chưa có thể gặp được chính Phật. Nhưng mà Đức Phật Ngài chuyển họ, hãy báo cho họ biết hãy đi đến cái lò thiêu, hãy đi đến cái lò thiêu trước đi, rồi trở lại sau. Có một điều cũng thay, các thầy tỳ kheo này không có thắc mắc tại sao mà Đức Phật Ngài bảo chúng ta làm gì, Ngài không tiếp mình, còn Ngài bảo chúng ta đi đến lò thiêu. Các vị ấy cũng có cái trí tuệ, mới suy nghĩ rằng đối với Đức Phật là bậc đại trí, chắc chắn rằng Ngài có cái ngụ ý, Ngài có cái sự chỉ dạy gì đó. Và thế là họ tuân hành đi đến lò thiêu, và trông thấy các thi thể, những cái thi thể để lâu một ngày hay là hai ngày, họ thấy ghê tởm. Và những thi thể mới chết còn tươi rói, thì khi nhìn thấy như vậy thì họ cũng khởi lên cái tâm nghĩ rằng người này còn đẹp, người này đẹp và xấu vân vân. Thì lúc đó các thầy tỳ kheo này mới giật mình, vậy thì ra trong lòng ta còn những cái tham ái để phân biệt cái đẹp cái xấu. Rồi Đức Phật Ngài từ trong hương thất của mình, người phóng hào quang đến, mới chỉ bảo cho các vị này, các tỳ kheo, các cái thi thể mà các ngươi cho là đẹp đẽ kia, đó là nguyên một bộ xương khô, nguyên một bộ xương, chỉ là nguyên một bộ xương còn bọc da như thế mà các ông thích thú đắm xa, thì có hợp lẽ chăng, có đúng chăng? Rồi Đức Phật đọc cái câu kệ: như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng mồ câu thấy chúng còn vui gì. Sự thích nghĩa mà Đại Đức Tuệ Nhẫn đã thích nghĩa, thì chúng ta thấy được cái thân xác này khi mà chết đi, cái nắm xương tàn đó hay là da thịt đó, thứ như là một cái xương khô, xương thôi, giống như một trái bầu, trái bí mà bị vân, bị bắt, nó không có là cái gì, không có giá trị gì hết. Mà chúng ta đọc lại cái bài kinh Achiran của Tây Văn Ca Vô Patuin Atise Satichutto Apetuinya Nonirat Thang Lingarang, thân này sẽ không bao lâu,
sẽ nằm dài trên mặt đất như khúc gỗ hay là như đống tro, nó vô dụng, không còn lợi ích gì đâu. Nói như vậy có nghĩa rằng để chúng ta đừng có dính líu xác ở xác thân. Và có một điều phải đặc biệt mà chúng ta cần phải quan tâm trong câu chuyện mà từ đó nó duyên khởi cho cái câu kệ này. Chúng ta tu tập, chúng ta dễ bị nhầm lẫn. Chúng ta rất dễ bị nhầm lẫn. Chúng ta thấy tâm khinh an, thân khinh an, có được vị lạc, có được những ứng chứng của thiền mà do tâm định nó khởi sinh những ứng chứng. Quý vị biết, nếu như chúng ta tu, có như lúc cái tâm của chúng ta nó hoan hỷ và nó vị lạc phát sinh, một cảm giác hết sức tuyệt vời, nó nhẹ nhàng, nó làm sao đâu đó, nó phiêu bồng vô cùng vô cùng. Thì những cảm giác đó, một số người không hiểu biết Phật pháp căn bản và rành mạch, họ có nghĩ rằng có thể là họ chứng đắc một số pháp màu gì đó, và thế rằng thấy người ta đảnh lễ, thấy người ta cúng dường, thấy người ta tôn sưng mình, thì chắc họ nghĩ rằng chúng ta đã đạt được một chút gì đó, vân vân. Đây là một điều hết sức là nguy hiểm. Cái câu chuyện này, Đức Phật này dùng hình ảnh phải nói là thực tế để cho các thầy tỳ kheo thấy và biết được. Các thầy tỳ kheo tưởng rằng mình không còn tham ái nữa, mình không còn cái lòng tham, mình không còn cái ước cầu, ước muốn gì. Nhưng sự thật ra, các vị mới chỉ có tạm gọi tức là thân kinh an, tâm có một phần kinh an đó, mà tưởng là mình đã thành tựu, tưởng mình đã mỹ mãn. Trong đời sống tu tập, điều này hết sức là căn bản. Chúng ta sở dĩ chúng ta dễ bị lầm lạc, và chúng ta dễ ngay cả đến cho đến lúc điên loạn luôn. Quý vị biết có một số người họ thật tâm tu, họ tu một cách tinh tấn, và khi họ có những có những vị lạc hay có những cái ấn chứng của thiền, và thấy là họ cảm thấy họ rất là, như chúng tôi vừa nói, họ rất là phiêu bồng, và như thế thì họ tự cho mình, họ nghĩ rằng mình đã đạt được cái gì đó, mà khi nghĩ cái đó lên, tức là cái tham ái khởi sinh lên, cái ngã mạn khởi sinh lên, mà do suy nó che chúng ta không biết. Mà khi tham ái khởi sinh thì lập tức nó hoại mất. Quý vị biết một trạng thái sơ thiền, chứng đắc sơ thiền, ly dục đi ác bất thiền pháp, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Chứng đắc sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc đó, một trạng thái ly dục đi ác bất thiện pháp, rất là đặc biệt. Chỉ chứng đắc sơ thiền thôi, nó là một cái khiếp rồi quý vị. Nhưng điều mà quý vị có biết, khi tâm họ khởi lên một ý niệm của bất thiện, phải ngay tức thời liền dứt thiền hay gì? Dứt thiền. Bởi vì ly dục đi ác bất thiện pháp mà mới trú được sơ thiền. Mà chúng ta không dễ dàng mà chúng ta vào chỗ đó đâu quý vị. Chứ đừng nói chi mà nghĩ rằng mình đã ly tham, nghĩ rằng mình chấm dứt. Có một số người tu tập thiền định, nhiều khi tự cho mình lòng thần ông thánh, có một chút xíu thôi quý vị, thì tự nhiên họ thấy người ta lễ bái, thấy người ta cúng dường, và họ cho rằng
Như thế là mình đã thành tựu rồi. Và từ trong cái lầm lạc đó, họ đi trong cái men sai, và họ đã quậy, đã mất tiền từ lúc nào không biết rồi. Và thế sống trong một cái, trong cái ảo tưởng như vậy. Và rồi nhiều khi nói lên điều này, nói lên điều kia, thì chúng ta đã kết thúc rồi. Quý vị biết, ngay cả chúng ta đang tu thiền, chúng ta nhìn người khác, nhìn người khác phóng dật, mà chúng ta đang có chánh niệm hay chánh định, mà chúng ta nghĩ rằng những người đó phóng dật kìa, mình đây đang có chánh niệm, mình đang có chánh định, cái sự so sánh đó cũng là sai lầm đó. Đó chính là một cái công sự so sánh. Mình nhìn họ, cái sự so sánh đó chính là ngã mạn khởi sinh lên. Chứ không phải khi thấy người ta mà chúng ta, tâm của chúng ta nó dửng dưng, tâm của chúng ta nó so sánh. Cũng như là khi tu cũng vậy, khi học Phật Pháp cũng vậy. Chúng ta đừng bao giờ có sự so sánh. Tôi hiểu hơn, tôi biết hơn, tôi lâu hơn, tôi dài hơn, vân vân. Khi có sự so sánh đó khởi sinh lên là chúng ta bị dừng lại ngay. Và đó chính là một điều trước nhất là cái thiền thôi. Chứ đừng có nói chi ở trong tăng đoàn nó lại gặp một cái trở ngại nữa quý vị biết. Khi gặp những hình thái như vậy, người ta cho rằng người ta mình là trong, người khác nhơ, mình là tốt, người đó là xấu. Khi chưa chứng Phật, khi chưa chứng quả, tâm của chúng ta là tâm phàm phu. Cái vọng niệm, vọng tưởng khởi sinh lên đó là một sự trở ngại trong quá trình tiến tu. Chúng ta nhớ, nó chắc chắn như thế. Mà bị cái sự lầm lạc đó, khi có sự so sánh hơn đó, mà chúng ta đâu có biết. Cái nhìn của chúng ta bằng cái nhìn của thiện cận. Cái nhìn của chúng ta bằng cái nhìn của giới hạn. Chúng ta thấy người ta cười đó, người ta nói đó, người ta la bài hại đó. Nhưng người ta có những cái mà chúng ta không có. Người ta có thể làm những cái mà chúng ta không có thể làm được. Chúng tôi luôn nói, đừng bao giờ thấy một người nghèo khổ, thấy một người bị đần độn, bị ngu si, hay thấy những người mới bước vào tu, họ chưa thực sự thuần thục, chưa thực sự bài bản, rồi chúng ta đánh giá người ta, hay chúng ta xem thường người ta, là chúng ta đã tự dậm chân mình tại chỗ, tự đã làm mình hạn chế vô cùng. Quý vị biết, kiếp này họ đang bị một cái nghiệp nó cản, nó trở ngại. Họ thiếu phước, họ thiếu cái phước trí, họ đờ đẫn, họ thiếu cái phước vật, nghèo khổ, họ thiếu cái phước đức hay bệnh hoạn, ốm đau. Ngay trong kiếp này thôi. Nhưng kính thưa quý vị, chúng ta chưa chắc chúng ta hơn cái trí tuệ người ta đâu. Chúng ta chưa chắc chúng ta hơn cái phước vật người ta đâu. Chúng ta chưa chắc hơn cái phước đức của người ta đâu. Khi mà cái áng mây đó nó đã che ngang cái bầu trời, làm cho họ tối ngay lúc một kiếp đó, có thể hai kiếp, ba kiếp đó, vân vân. Nhưng sau khi cái áng mây đen đủi đó, cái áng mây đen đó nó đã mất đi, nó đã lướt qua đi, và thế là cái trí tuệ của họ, cái phước báo của họ nó có lại, nó trở về lại. Thì kính thưa quý vị, chúng ta không đáng xách dép người ta nữa. Chứ đừng có giỡn. Đó nhiều khi là những vị Bồ Tát, đó là những vị tiền hiền đã tu chứng hay đã tu tập những pháp môn hết sức thâm sâu, và có thể gần đó, gần những kiếp kế đó họ đã chứng đắc các tầng thiền, vân vân. Cho nên Đức Phật Ngài dạy, đừng bao giờ có một sự
so sánh, và chúng ta đừng bao giờ có một cái sự ỷ lại mà xem thường người khác. Nên cái tình huống nó cũng vậy đúng không vậy? Yeah. Ở đây các thầy tỳ kheo chỉ có một chút xíu thôi, chưa đổ nghè mà đe thằng tổng là như vậy đó. Và cũng như là chúng ta hay bị lầm tưởng, trong cuộc sống này, kính thưa quý vị, hay là trong quá trình mà tu chứng, nó phải có đầy đủ, nó có phải có một cái hiểu biết xuyên qua pháp học, sự thực hành, và cuối cùng mới được phát thành được. Không có tự nhiên chúng ta tu cái được liền, không thể nào chúng ta tu được liền. Nếu như chúng ta có ba la mật, chúng ta nó lớn lao kìa. Cái ba la mật của chúng ta mà nó chín mùi mà nó đầy đủ kìa, thì mới tạm gọi là một giọt nước tràn ly. Khi chúng ta nghe Đức Phật và các bậc hiền trí khai thông và chỉ điểm, thì lập tức chúng ta giác ngộ được. Thì trong một phút giây đó, về cái lý nó được hoàn bị. Nếu hoàn bị đó là từ trong quá khứ họ đã tạo tác, mà điều này rất là hiếm muộn, chứ không phải dễ dàng đâu. Chỉ có một giọt nước để họ tràn ly. Chứ tại sao mà tu hoài? Đức Phật đã nói cái người mà tu xuyên suốt chánh niệm và tỉnh giác xuyên suốt 7 ngày sẽ chứng đắc thánh quả. Mà cái giá trị xuyên suốt đó, tâm không có bị gián đoạn để ác bất thiện pháp xen vào, hay là ít nhất cũng là cái cảm thọ hay là cái việc thiện đó nó một cách liên tục, phải đại thiện liên tục mà nó không có vô ký nữa cả. Chứ kính thưa quý vị, chúng ta đang ngồi tu ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, vân vân, ngày thứ tư, thứ năm, nhưng để một thời gian xuyên suốt không có, cho nên chúng ta làm sao mà chứng đắc được? Cho nên 7 năm không 7 ngày thì 7 tuần, không 7 tuần 7 tháng, không 7 tháng thì 7 năm, mà một cách liên tục. Chúng ta phải nhớ rõ chỗ này nè. Chứ bây giờ có nhiều người tu 20-30 năm tu tứ niệm xứ cũng chưa chứng đắc được, mà họ tu một cách tinh tấn. Chúng tôi đang nói tu một cách tinh tấn thì ở pháp độ họ chưa có đầy đủ những cái tiêu chí, họ chưa thành làm hoàn thành, thì chắc chắn rằng trong 7 ngày đó nó có xen những sát na bất thiện, cái động lực bất thiện đang ngự trị vào, thế là không đủ một cái sức mạnh để sát trừ phiền não. Kính thưa quý vị, Đức Phật dạy những người đệ tử nhìn quán cái thân này, đây là Đức Phật thầy dạy 32 thể trượt, tóc lông móng răng da thịt cân xương thận tủy đàm nước mắt mồ hôi vân vân. Hay Đức Phật ngài chỉ dạy một cái đống xương trong bài kinh này như là xương trắng, nó giống như cái gì? Nó giống như cái lông của chim bồ câu. Bồ câu nó có những con chim bồ câu mà nó không phải là bồ câu trắng, xương trắng bồ câu, tức là bồ câu này bồ câu xám chứ không phải là xương trắng, tức cái xương của bồ câu nó trắng, hay là con bồ câu trắng như vậy, mà nó cái xương, cái chữ a khí đó, xương đó đó, cái xương đó đó, nó giống như là cái lông chim bồ câu, nó có con bồ câu cũng như là nó xám tro đó. Chúng ta tạm gọi là xám tro, thì quả thật nó như cái xương thôi. Cái thân xác này khi tâm thức lìa bỏ rồi
Khi tâm thức lìa bỏ ngày giờ nào rồi thì thân xác này như đóng tro, như khúc gỗ, hay là chỉ là như khúc xương thôi, chỉ là khúc xương tàn thôi. À, nói đến cái chỗ này, nói đến cái lò thiêu, chúng tôi mới nhớ khoảng năm 89, 87, 88, 89 gì đó. Lúc chúng tôi ở Pháp Bảo Mỹ Tho, mà đó gọi là chùa Lò Thiêu, chùa Pháp Bảo hồi xưa gọi là chùa Lò Thiêu, thì quý vị ngày nào cũng có thiêu. Rồi có đôi khi không có thiêu thì không có thiêu kịp á, thì những cái hòm nó còn để lại. Và quý vị biết sự thật khủng khiếp lắm, chúng tôi đã kể cái này như là cũng một trong những tuyệt truyện giống thế này nè. Thì biết quý vị biết, đôi khi mà lửa nó đốt cháy lên đó, thì thường ta đúc đúc cái hòm vào cái lò đó, là cái chân đưa vào cái lò và cái đầu đưa ra ngoài, cái đầu hòm đưa ra ngoài, cho nên mở ra, bắt đầu khi mà lửa nó cháy lên, nó bung cái nắp ra, xong bắt đầu cái người thiêu á, những cái thợ thiêu á, họ mới lấy cái sắt bắt đầu bẫy cái hòm lên, ha, rồi bắt đầu nó cháy hết. Ba cái giải thiệu, ba cái trà, ba cái lá vân vân, và nhất là như cây đã cháy xong rồi, rồi tới cái xác người, bây giờ chúng ta thấy thiêu nguyên cái đầu, bây giờ tóc nó cháy, cháy chút xíu sau qua đầu nó rớt xuống, thấy nguyên cái sọ, một chút xíu sau kính thưa quý vị cái sọ nứt ra, nứt ra cái bụng. Thì chúng tôi thấy cái hồi đó cái anh Tư, cái anh Tư từ thời thiêu đi ra, thì dùng cái cây sắt đó, nó nhấc cái thân người lên, kê lên một khúc cây để cho nó hỏng lên, nó dễ cháy, nó nhanh cháy, nó cháy rất lẹ. Chứ còn nếu để dưới thì nó cháy ngâm ngâm từ từ. Thì kính thưa quý vị, khi mà nhìn nó cái mùi nó khét, cho đến sau này phải nói rằng khi mình dùng cái thịt quay đó quý vị, tự nhiên cái nhớ nó cái ẩn liền, nó vừa khét mà nó vừa hôi mà nó vừa khủng khiếp lắm. Yeah. Ở đó Đức Phật ngày bảo các tỳ kheo hãy đi đến cái tha mặt, đi đến cái lò thiêu đó để làm gì. Ngày hôm nay thì chúng ta có những cái hộp để bao để bọc, chứ hồi xưa là thủy tán, quả tán, lâm tán, điệu tán, thì bây giờ quả tán cũng như lúc đó cũng như là thiêu thì quả tán, thì người ta mang cái thân xác đến, có thể bó, có thể bỏ cũng được, rồi bỏ đại cái thân xác ở đó rồi để thiêu. Nó như vậy đó quý vị. Và sự thật nhìn cái sắc thân này, dầu cho nam hay nữ, khi chúng ta thấy nó đẹp đó, nhưng sự thật ra rồi đó chỉ là một đống xương, đó chỉ là một đống thịt. Khi tâm thức lìa bỏ rồi thì không còn cái gì nữa. Mà chúng ta có cần thiết phải đây chỗ này nhìn ta thân thể mỹ miều, tấm thân trồng chất bao nhiêu, tấm thân trồng chất bao nhiêu khổ sầu, bận tâm trang điểm dồi đau, bấy lâu cũng thế mà chỉ là hư vô, chỉ là giả tạo thôi. Bây giờ quý vị thấy người ta sợ, cái đáng sợ nhất của kiếp người là cái gì? Đó là cái già. Xin quý vị chờ cho chúng tôi một chút xíu.
Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói lại chưa? Quý vị nghe chúng tôi nói lại chưa? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì cái thân xác này thật sự ra nó chỉ là một sự hội tụ của tứ đại hợp thành. Mà cái gì của tứ đại sẽ trở về tứ đại. Có một hình ảnh nó rất tuyệt vời, đó là từ một cái cô trẻ tràn đầy nhựa sống, chụp 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 đến khi một bà già răng long tóc bạc, má còn má hốc, vân vân, thực sự khủng khiếp của cái gì, của cái kiếp nhân sinh, thật là sự khủng khiếp của sắc pháp. Bởi vì trong cái bài kinh mà chúng ta nhớ là nói rằng chúng ta phải xuất ly các sắc. Tại sao phải xuất ly các sắc? Bởi vì các sắc nó vô thường. Chúng ta cứ tưởng rằng nó sẽ tồn tại, nó sẽ theo ta. Nhưng kính thưa quý vị, rồi chúng ta thấy nó già một cách khủng khiếp. Chúng tôi vừa đi thăm một bà cụ đó cách đây mấy ngày, 99 tuổi. Quý vị, cái má nó cốp, nó hốt vô, da nó nhăn, thật sự da nó nhăn. Cái bàn chân nó còn như cái bàn tay của chúng tôi. Mình thấy khủng khiếp. Đúng, chúng tôi nhìn, chúng tôi nghĩ phải nó thân xác con người. Khi mà đúng, đến khi mà già nua, mà đến già mà đến điểm rồi thì thấy nó khủng khiếp rồi. Và chúng tôi nghĩ đúng Phật Ngài nói đúng. Sinh là khổ, bệnh là khổ, mà già cũng là một cái khổ. Già của cái sắc na, già của cái sắc pháp. Ở đây già của sắc pháp cũng là khổ. Mà chúng ta thấy rồi chúng ta phải bị cái gì? Bị cái sự đau nhức của sắc pháp này, bị cái sự tàn tạ, bị cái sự lão mại của sắc pháp này. Bởi cho nên Phật Ngài nói hãy xuất ly, đừng có. Nó là một vị ngọt, quả thật nó vui ít khổ nhiều. Và rồi hãy xuất ly nó đi, bỏ nó đi, đừng có tham đắm nó. Là như thế. Thì cũng vậy, Ngài chỉ dạy cho các thầy tỳ kheo, đó, tâm của các ngươi như vậy. Mà các ngươi đâu có biết, các ngươi đâu có biết, đó chỉ là một cái gì, những cái đống xương, cho nên những cái đống xương trắng, những cái đống xương tàn. Mà các ngươi nhìn đó à, một vị tu tập để nhàm chán đó, có cái xác thân của mình nó rất là bình thường, thì khi đó chúng ta phải hiểu biết Phật pháp kìa, chúng ta mới ly tham ly dục được. Một cái sự khủng khiếp nhất của đời người đó là sự tàn tạ của sắc pháp, và đặc biệt là nữ sợ nhất là già. Họ biết già là rất xấu, mà luôn luôn tôn thờ cái đẹp, tôn vinh cái đẹp, cho nên họ sợ xấu lắm. Ai mà chê già là tự ái bực bội vô cùng. Nhưng dù cho không chê già hay là chê già, cái già cũng dẫn tới. Hiểu biết được Phật pháp thì người ta cho mình già là không có chuyện gì hết. Nhưng không hiểu Phật pháp, nói người ta già, làm người ta tổn thương. Nó thật vậy đó quý vị. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Bạn có tổn thương hay như thế nào đó thì sự thật đó cũng muôn thuở và không bao giờ có thể chấm dứt được.
hiểu biết được như thế, chúng ta lại có một tinh thần tu tập khác. Sự thật ra cái chết hay là cái già này mà Đức Phật Ngài bảo chúng ta phải tu quán về cái chết, phải nhàm chán để chúng ta đổi thay một cái mới. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Hãy đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy từ bỏ thế lợi, cũng tâm cầu tịch tịnh. Rồi đấy, tất cả chúng ta phải già, chúng ta phải bệnh và chúng ta phải chết. Và chúng ta phải nằm, không bao lâu chúng ta phải nằm trên mặt đất. Thì dầu cho có cái hòm bỏ vô, có quan tài bỏ vô, hay là người vất ở bên đường, người ta bỏ ở trong rừng, người ta bỏ ở dưới sông, hay là bỏ ở một nơi nào đó, mà dầu cho có trang hoàng bông hoa cây trái gì đẹp đẽ vô cùng, cũng như nhau thôi, chứ không có hơn gì hết. Chứ không phải là cũng như cái xác thân của vua chúa quan quyền, của một người bình dân hạ tiện, cũng như nhau thôi. Bởi nó không có phân biệt xóm làng, không có phân biệt hạng lượng thứ bậc. Tất cả là đồng nhất. Đây là điều tuyệt vời vô cùng. Khi tâm thức lìa bỏ, không còn cái gì. Đó là sắc pháp tứ đại. Nó còn hôi thối nữa. Quý vị biết, cái tử thi con người nó lạ lắm quý vị. Khi chết đó, nó tái nhợt. Bởi vì cái tâm pháp nó rời, nó không còn cái sức sống. Hay hoặc là chúng ta biết là khi mà các tế bào nó đã hoại, thì nó không còn cái đủ cái điện lượng để sống, để cho cái thịt da này nó sống. Mà nếu nó theo Phật pháp thì cái tứ đại nó mất đi cái gì? Cái đất, cái nước, cái lửa, cái gió. Tứ đại bình thường, tứ đại ổn định, chúng ta không bị bệnh hoạn. Mà tứ đại bất hòa thì nó khó, nó rối vô cùng, nó căng thẳng vô cùng. Chính chúng ta thấy tự khi chúng ta bệnh đi, thì tứ đại nó bất hòa, chúng ta nóng thật nóng, chúng ta lạnh thật lạnh, rồi chúng ta cảm thấy nhức mỏi đau đớn như thế nào, thì đó là cái kết quả của cái gì, của cái sanh tử, kết quả của hiện hữu, nó là như thế. Khi mà chúng ta nhìn cái tấm thân của mình như thế thì mình đỡ trau chuốt, mình đỡ phải chứng diện, mình đỡ phải tốn tiền cho nó nhiều nhiều. Chúng ta làm sao có một thân thể khỏe mạnh, ít bệnh hoạn ốm đau. Chứ còn cái già là phải già. Dù chúng ta có dùng mọi cái thẩm mỹ, hay là xã hội ngày nay, hay là khoa học ngày nay, có thể làm cái gì làm, nhưng họ chưa có thể làm được. Họ chưa có thể làm được. Tức là khi chết mà họ hồi sinh lại các tế bào, còn chưa có. Ở đây mục đích của Phật dạy cho các tỳ kheo biết, tâm của mình chưa có chứng thánh đâu, tâm của mình chưa có thành tựu đâu. Và Ngài dạy cho cái pháp quán, để các tỳ kheo biết, thấy rằng cái xác thân này, mà khi nãy các tỳ kheo khởi lên cái tham ái, nhìn thấy cũng đẹp, nhìn thấy cũng đẹp tướng, đẹp người à nhé, dầu cho nam hay nữ, thì đó chính là đã sai lầm. Cái xác thân đó, đồ nó như khúc xương trắng xóa nằm đó, chứ chẳng có cái gì cả, không có cái gì. Đừng có lầm lẫn, đừng có quan niệm một cách sai lầm, tự gây đau khổ cho mình, đau khổ cho người.
mà tự, đó chính là chúng ta đừng có lầm tưởng với chính mình. Kính thưa quý vị, trong cuộc đời này có bao nhiêu là chuyện, và có một chuyện mà chúng ta cần phải hiểu, cần phải biết đó. Chính là khi nào còn hiện hữu trong cuộc đời này, khi nào còn cái gì, còn cái tham ái khởi sanh, còn cái sân độc, còn cái ngu si, còn cái mê si, còn cái dính mắc, còn cái oán hờn, còn cái bực bội, còn cái khó chịu, thì ngày đó chúng ta sẽ còn đau khổ. Chúng ta có yêu quý cái xác thân mình, yêu quý cái sự sống này, yêu quý cái mạng sống mình như thế nào, rồi mạng sống mình cũng sẽ qua đi. Trước sau chúng ta cũng chết, trước sau chúng ta cũng già, chứ chúng ta không thể tồn tại được. Chúng tôi xuống, chúng tôi nói cho sư lực, có số Phật tử sư lực, chúng tôi cũng nói bằng những cái này cho sư nghe. Mà vấn đề phải, không có phải mà khuyên, sư có khỏe không, bây giờ sư cố gắng, sư sẽ sống được nghe, hay là sư sẽ như thế này, như thế nọ. Thì chúng tôi nói một cách căn bản thôi, nhưng cuối cùng chúng tôi nói cho sư nghe rằng, thì cũng cố gắng uống thuốc, cố gắng, nhưng phải luôn quán niệm rằng mình phải chết, mình sẽ chết. Và cái sự chết chắc chắn nó đến, không sớm thì muộn. Hãy nhìn thẳng cái chết, đối diện cái chết. Chứ muốn tránh không có được. Và cũng như khi chúng ta không có sợ nó, không có lo lắng, thì chẳng những có được tốt đẹp ở cái tinh thần, uống thuốc vào cũng tốt hơn. Khi một người bị bệnh nặng á, họ phải bớt đi cái sợ chết, bớt đi cái sự tham sống, vì dũng mạnh một chút xíu, thì cái đó tính là họ có một cái tinh thần không lo lắng sợ sệt. Chứ nội chỉ quý vị biết, họ rơi vào tuyệt vọng, tâm của họ có một cái mê mờ, đây cũng là một sự nguy hiểm. Cứ lo lắng, cái nghiệp nó tới, thì không có gì có thể che chở được. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình, người thân dù có chí tình cũng đành đứng đó, lập tức đứng nhìn. Cũng vậy, cái bệnh, cái già, cái chết nó tới, đó là thường tình của kiếp nhân sinh. Do chúng ta không chịu khó nhìn, do chúng ta không chịu khó nói thẳng nó, chứ chắc chắn rằng nó là như thế, thì là muôn thở như thế, không thể có thể đổi, không thể thay được. Cho nên làm người tu, hiểu biết một cách căn bản, chúng ta nhìn đời bằng cái gì? Hãy nhìn trước, hãy cảm ơn ai báo cho mình già, hãy cảm ơn ai báo cho mình sẽ bị bệnh, và cảm ơn ai báo cho mình sắp chết. Là một người tu, chứ nếu là một người đời mà tham sống sợ chết, tránh né đó, chúng ta nói đến cái chết, chúng ta nói đến cái sự chia lìa, thì họ không chấp nhận. Bởi vì họ quá tham sống, họ quá chạy theo, họ đang hưởng, họ nghĩ đã hưởng được cái dục lạc. Nó lâu, nó dài và nó trường cửu, nhưng không có bao giờ cả. Thì kính thưa quý vị, mục đích của Đức Phật Ngài dạy cho các tỳ kheo, để nhìn thấy cái điểm sai của chính mình. Và Ngài cũng nói rằng, cái xác thân này, hãy nhìn nó như là xương, rồi nó sẽ trắng, rồi nó sẽ bạc, nó sẽ như là cái lông chim của bồ câu, hay là như xương trắng của bồ câu thôi, chứ không phải là cái gì hết. Đừng có ái luyến, đừng có ái chấp,
cũng đừng có lầm tưởng rằng các mình đang còn phàm phu. Có hai lý, một là mình còn đang phàm phu, đừng có nghĩ rằng mình chứng đắc thánh thần, mình còn cái xác thân mình đây, nó sẽ biến đổi, nó sẽ vô thường trong ngày hôm nay cũng như là ở ngày sau. Thì kính thưa quý vị, cuộc sống này là một cuộc sống mà tất cả chúng ta có đôi khi lãng quên, có đôi khi chúng ta cố tình tránh né nó, cố tình tránh né cái bệnh, cố tình tránh né cái chết. Nhưng tránh ở đâu né ở đâu, cái hiện tượng của sự lão mại, của sự biến đổi, của sự vô thường của sắc pháp cũng vẫn tiến tới. Đây là một điều mà chúng ta phải cần hàng năng quán tưởng như Đức Phật mà. Đức Phật ngài dạy, ta đây phải có cái sự già, sự bệnh, sự chết. Ta có cái nghiệp của ta, ta làm lành được vui, gây dữ, ta chịu khổ. Rồi, ta đi với nghiệp của ta, mỗi chúng sinh đều có một cái nghiệp riêng. Và ta đi với nghiệp của ta, dù cho nhân, dù cho thân tình, là người thân, có quý, có mến của chúng ta như thế nào. Nhưng khi chúng cái chết đã đến thì không ai có thể ngăn cản được. Và khi cái sự lão mãi nó đến thì cũng không ai có thể cản được. Đó là quy luật tuần hoàn, giá trị tuyệt đối. Và hãy nhớ tu tập, hãy quay về chính tâm bản thân mình, đừng có nhìn nó ở bên ngoài, cũng đừng tự quá tự mãn, ngã mạn, cho rằng mình chứng đắc, cho rằng mình trong sạch, cho rằng mình chứng đắc kẻ khác chưa chứng đắc, cho rằng mình trong sạch kẻ khác lắm nhơ, cho rằng mình hay người khác kém khuyết, cho rằng mình tinh tấn người ta giải đãi, vân vân, cho rằng mình chánh niệm chánh định người ta phóng dật, chưa biết, chưa đến giờ phục chết, đi về đâu thì không ai có thể nói hơn ai đâu. Khi tâm tử xuất hiện, tâm tục sinh khởi sanh, đi về đâu thì cái đó mới là một vấn đề lớn lao hơn. Sanh về cảnh giới an lành hay sanh về cảnh giới đau khổ là do chính tự chúng ta hết. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, tôi xin có đôi điều trình bày cái duyên sự và ý nghĩa của câu Phật cú số 149 là như vậy. Như có điều chi sẽ tất kính mong toàn thể quý vị quan hỷ. Kính dân phần Phật lành đến Đức Trời Đức Thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên phụ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên tại chùa Quảng Nghiêm, các vị chân linh ký linh, những chúng sinh tại nơi đây cũng như ở tại tư gia của quý vị, mong tất cả cũng như quý thuộc của chúng tôi và quý thuộc quý vị hãy quan hỷ tùy hỷ phần phước này để ngõ hầu an lạc trong chánh pháp, và kính chúc toàn thể quý vị luôn được an vui để tất cả chúng ta tiến tu. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã giảng bài Pháp Cú số 149 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học làm theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân mít đến sư. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhutana bhavena sada sate bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammana bhavena sada sate bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sanghana bhavena sada sate bhavantu te. Tất cả phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hỗ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm báo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tuệ Quyền
Đại đức Đại Nhẫn cùng chư tôn đức đã vào ngâm chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Ya ne wa ta san ti vi ha ra wa si ni tu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu vu chi ta so thiên ca ro tê vi ha ra ma le thế ra cha ma cha na wa ca cha bit kha vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha isa ra sa pa na pu ta su ki ta pa wan tu tê cha la bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma qua răng ba tít cha tê sắp bề pi lục khát sa kha trần tu sẵn kha yang ta tu ki răng sa tăng tham mô tham ma ta ra cha put ga la sẵn khô tu sa mắc vô wa a tha ya cha hi ta ya cha âm hê rát khăn tu sắc tham mô sắp bề pi tham ma cha ri nô vút thêm xăm pa phu ni ya ma tham ma ri ya ba về đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt.